đề tăng tình con xin, một đề tăng tình con xin, ôi mấy lỗi 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 xong rồi mấy đi. Thân là biết thương bạn tình thân em thì
vào mùa hè thì thật sự là em có lẽ là còn nhỏ nên em không nghĩ gì, là em rất là ham chơi và có những lúc mà em rủ là Huy ơi thôi bây giờ đi công việc chiến dịch Hoa Phượng Đỏ đi, vui lắm lại lội lắm nhưng mà nó chân thật thì cứ để, nhưng mà em càng ham chơi chơi bạn bè hoặc là đi du lịch với gia đình thì em càng bỏ sót nó. Nhưng mà khi mà xong mùa hè thì em được nghe bạn ấy kể lại và bạn bảo kể lại là vui lắm, có chơi kéo co, chơi mọt rồi vân vân, thì em xem những cái bức hình đó thì em cảm thấy là chắc chắn là hè thì năm lớp một lớp hai là em sẽ không về bỏ cái dịch học đó rồi. Sì. Như vậy là Lưu Gia Huy của chúng ta đã quyết định là năm sau và năm sau nữa em sẽ đi chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, là bởi vì nó có nhiều trò chơi và nó vui lắm phải không? Còn vậy thì cái mục đích cuối cùng của một cái chiến dịch tình nguyện nó có phải là để tạo cơ hội cho em vui chơi không? Dạ, em nghĩ là trong chiến dịch Phượng Đỏ là giúp chúng em là vừa học vừa chơi, là trong cái việc chơi đó cho em tự lập trưởng thành hơn. Một câu trả lời rất thông minh. Anh đưa ra một tình huống như thế này nhé. Bây giờ năm sau em sẽ xin phép gia đình tham gia chiến dịch Hoa Phượng Đỏ để cùng với bạn bí thư đoàn trường rất là gương mẫu vừa rồi đi có một cái chuyến đi vào mùa hè. Sau đó thì bố mẹ mới nói rằng là thật là mất thời gian, bởi vì khi mà đi chiến dịch đó thì nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cao nhất là khoảng một tháng. Như vậy là cái sự giúp đỡ của con dành cho mọi người nó chỉ trong một tháng thôi, sau đó thì mọi thứ lại trở lại như cũ. Như vậy con đâu cần giúp ta chi? Nếu như ba mẹ em nói như vậy thì em sẽ nói với ba mẹ em như thế nào? Em sẽ không nói, mà em sẽ chứng minh rằng là trong một tháng đấy con sẽ học được nhiều hơn, và con sẽ sau tháng con sẽ làm nhiều hơn những gì con nói. Ví dụ như em tưởng tượng là sau một tháng em sẽ trưởng thành hơn ở bên những mặt nào? Có thể là tự gấp chăn chiếu mẹ trước khi sau khi đi ngủ rồi. tự đóng cửa và không cần tự đóng cửa sau khi về trễ nè. Và em có thể là tự lâu nhà một cái gọi là căn nhà yêu dấu của mình mà trước giờ em đang ở phòng em chưa thể lâu nhà đấy. Và hôm nay tự thú trước bình minh nhiều quá ta. Anh thêm một câu nữa thôi, một cái giả định nữa thôi, em vẫn tiếp tục mong muốn được đi Hoa Phượng Đỏ, và một người bạn thân của em nói với em rằng là tao nghĩ tốt nhất là mày không có nên đi, bởi vì những cái bạn mà không có lo học hành, suốt ngày lo ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng thì suốt ngày chỉ có biết vui chơi rồi mọt rồi giải vật thư rồi làm công tác xã hội, trong khi học hành thì không tới đâu hết, vui chơi thì không được, cuối cùng lạc hậu so với thế hệ của mình. Tao nghĩ tốt nhất là mày không nên đi tình nguyện. Em sẽ nói cái điều đó như thế nào? Em sẽ nói rằng nếu mà mày nói như vậy em sẽ chứng minh cho bạn ấy là em đã hoàn thành tốt cái việc học của mình, và sau đó em sẽ tiếp tục việc em tham gia để có được vui chơi sau khi thời gian của các em học là nhỏ. Bởi vì em biết xác định giữa việc học và việc chơi, biết sắp xếp nó, và em nghĩ là em đang được thưởng sau những giờ căng thẳng. Cảm ơn Huy.